Xin kính chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, không còn bao lâu nữa đến Tết 2023. Đây chính là thời điểm kinh doanh vàng cho các cá nhân và doanh nghiệp muốn kiếm lợi nhuận cao. Mỗi năm, nhu cầu mua sắm vào dịp Tết của mọi người đều tăng cao. Rất nhiều ngành hàng buôn bán rất được, thậm chí là các mặt hàng bán Tết cháy hàng vì không đủ nguồn cung. Tuy nhiên, để có được doanh số cao thì bạn cần phải nghiên cứu thị trường, tập trung vào các mặt hàng bán chạy đợt Tết. Kinh doanh dịp Tết thường được diễn ra trước khoảng 1 tháng và tập trung chủ yếu vào những mặt hàng có nhu cầu lớn. Nếu bạn cũng đang có ý định trở thành người kinh doanh mùa Tết nghiệp dư, kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết này thì bắt đầu ngay thôi. Vậy các bạn đã có ý tưởng và lên kế hoạch kinh doanh cho ngày Tết hay chưa? Bạn có đang tự hỏi nên bán gì ngày Tết? Mặt hàng nào bán đắt hàng, lãi cao? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Kinh doanh giỏ quà Tết là một trong những ý tưởng hái ra tiền dịp Tết này mà bạn không nên bỏ lỡ. Tết không chỉ là dịp đoàn tụ, gặp gỡ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp sau một năm làm việc, mà còn là cơ hội gửi tặng những món quà ý nghĩa. Vì vậy, giỏ quà Tết luôn thuộc top sản phẩm bán chạy nhất trong thời điểm cuối năm. Mức giá của giỏ quà Tết cũng khá đa dạng, bao gồm những loại sản phẩm phổ biến như trà, rượu, bánh kẹo, cà phê, mứt. Để kinh doanh tốt, tạo dựng uy tín thì bạn cần chọn những mặt hàng có chất lượng tốt, có ý nghĩa, hình thức bày trí bắt mắt. Bên cạnh đó, hãy lựa chọn phân khúc khách hàng cho mình để làm những giỏ quà có giá trị phù hợp. Ý tưởng kinh doanh tiếp theo mà Bí Quyết Thành Công muốn bật mí chính là bán cây cảnh, cây hoa ngày Tết. Cây cảnh cũng là mặt hàng mang về doanh thu khủng cho người kinh doanh hoặc chưa biết kinh doanh gì ngắn hạn dịp Tết. Ngày Tết nhà nào cũng sắm sửa cây đào, mai, quất hay các loại cây cảnh có hình dáng và màu sắc tươi sáng để trong nhà. Đó là truyền thống từ lâu đời và được duy trì hàng năm. Nhà nào chưa có mai, quất, đào là chưa thấy Tết. Nếu muốn kinh doanh lớn, các bạn có thể tìm các nhà vườn chuyên trồng cây Tết để nhập cây về bán. Mức giá bán của các cây cảnh cũng rất nhiều loại giá khác nhau, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dáng cây. Bạn có thể cân đối để bán mức giá vừa có lợi nhuận vừa bình ổn để thu hút khách hàng. Nếu muốn nhập hàng với số vốn nhỏ hơn, bạn có thể nhập các loại hoa tươi để bán như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly, dơn, cẩm tú cầu. Các loại hoa nhập khẩu cũng rất được ưa chuộng vào năm nay vì người dân có thú chơi hoa độc lạ hiếm, nên những loại hoa mới, cây mới cũng là chiến lược kinh doanh đáng để cân nhắc, giúp thu hút khách hàng và nâng cao lợi nhuận. Vài năm gần đây, một số loại cây như thanh liễu, tuyết mai, canh mận trắng cũng được nhiều bà nội trợ, nhiều gia đình ưa chuộng. Với vốn nhập không quá cao nhưng lợi nhuận khi bán mặt hàng này vô cùng hấp dẫn. Đối với các loại hoa, quả dịp Tết thì có thể bán nhanh hơn và cần số vốn ít hơn. Bạn hãy chọn các loại hoa thường được trưng vào dịp Tết, hoa có ý nghĩa phong thủy để bán. Một số nơi để bạn tìm mối nhập hoa đó là chợ Hồ Thị Kỷ, chợ hoa Quảng Bá. Ý tưởng làm giàu thứ ba trong dịp Tết năm nay không gì khác là kinh doanh đồ trang trí ngày Tết. Kinh doanh đồ trang trí là một ý tưởng tuyệt vời khi không biết gần Tết kinh doanh gì. Các đồ trang trí bạn nên kinh doanh dịp năm hết Tết đến đó là câu đối, bao lì xì, đồng tiền vàng, đèn nháy, đèn lồng, tranh thư pháp, dây kim tuyến, dây may mắn, kết đồng tâm, tràng pháo, dây dán tường hình hoa mai, hoa đào. Có rất nhiều loại tranh ảnh cho bạn lựa chọn để kinh doanh trong dịp Tết này như tranh sơn dầu, tranh đính đá, tranh thủy mặc, tranh theo chữ thập, tranh thư pháp. Mỗi loại có hồn và ý nghĩa riêng để phù hợp với ngôi nhà của khách hàng. Các nguồn nhập hàng phổ biến nhất hiện nay là nhập trực tiếp từ Trung Quốc, trên phố Hàng Mã, Hà Nội, đường Hải Thượng Lãng Ông, Châu Văn Liêm, thành phố Hồ Chí Minh. Thực phẩm chế biến sẵn hẳn là một phương án kiếm tiền hiệu quả tiếp theo các bạn ạ. Một trong những sản phẩm giải cứu các bà nội trợ trong ngày Tết đó chính là các thực phẩm sạch được chế biến sẵn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội để kinh doanh những mặt hàng như bánh chưng, bánh tét, chả giò, khô gà, khô bò, mực khô, cá khô. Ngoài ra, kinh doanh mâm cỗ trong những ngày đưa ông công ông táo cũng cuối năm hay đầu năm cũng là một cách kinh doanh rất đắt hàng. Nếu bạn đang băn khoăn không biết Tết 2023 bán gì thì đừng ngần ngại chọn các thực phẩm này. Tết đến, nhà nhà, người người đều cần chuẩn bị mâm cơm tươm tất. Hãy chọn lựa ngay các sản phẩm thơm ngon, lạ miệng để làm phong phú thêm hương vị của ngày Tết. Ý tưởng về việc kinh doanh đồ gia dụng cũng vô cùng hợp thời và sinh lời. Ngày Tết, nhu cầu sắm sửa các đồ gia dụng cũng tăng lên nhanh chóng. Đây là thời điểm các mặt hàng gia dụng nấu ăn sẽ được mua nhiều nhất. Nếu có ý định kinh doanh mặt hàng này thì bạn nên ưu tiên các đồ gia dụng như lò vi sóng, nồi chiên không dầu, bếp điện, máy xay. Nếu kinh doanh ở quê, bạn có thể chọn lựa thêm các loại son to nấu bánh chưng, nồi, chảo. Ngoài ra, dọn dẹp nhà cửa cũng là công việc các gia đình cần phải làm trước khi đón Tết.
Lúc này, kinh doanh đồ gia dụng, thiết bị phục vụ dọn dẹp cũng là một ý tưởng hay cho các bạn muốn thử sức kinh doanh dịp Tết. Những mặt hàng này thường có giá tiền nhỏ nhưng được mua rất nhiều dịp cuối năm để phục vụ công tác dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Các chủ cửa hàng tạp hóa gia dụng cũng cân nhắc nhập thêm những mặt hàng này trong cửa tiệm của mình nha. Riêng với khu vực thành phố, những đồ gia dụng thông minh sẽ được ưa chuộng hơn. Bạn có thể nhập các mặt hàng gia dụng bán tại cửa hàng hoặc kinh doanh theo hình thức tiếp thị liên kết sẽ rất hiệu quả. Kinh doanh dịch vụ giữ và chăm sóc thú cưng ngày Tết dường như đã quá quen thuộc và gần như không thể thiếu. Do thời gian nghỉ Tết kéo dài thường là 7 đến 9 ngày, nên nhiều người mong muốn có thể tận dụng thời gian này để cùng gia đình đi chơi đâu đó cho thêm thoải mái và gần gũi nhau hơn sau một năm học tập, làm việc bận rộn. Tuy nhiên, họ lại không yên tâm khi đi vắng dài ngày, hay còn bận tâm cả cho những con thú nuôi trong nhà như chó, mèo. Khi đó, ý tưởng dịch vụ trong nhà theo giờ và theo ngày sẽ cực kỳ đắt hàng. Mỗi độ xuân về, nhiều gia đình ở thành thị thường về quê ăn Tết cùng ông bà, cha mẹ của mình, nên nhu cầu thuê người chăm sóc thú cưng cho họ là không thể thiếu được. Nắm bắt xu hướng này, bạn hãy tự vạch ra cho mình kế hoạch kinh doanh tốt nhất. Thông thường vào những ngày giáp Tết, các chủ vật nuôi sẽ lên mạng tìm kiếm dịch vụ trông giữ thú cưng để ký gửi, và dịch vụ này sẽ trở nên nhộn nhịp hơn từ khoảng 26 tháng Chạp trở đi. Vào năm ngoái, không ít người đã hốt bạc với mẹo kiếm bạc triệu dịp Tết này khi đứng ra nhận nuôi và chăm sóc các thú nuôi trong những ngày Tết. Kinh doanh các mặt hàng thời trang chắc chắn sẽ là ý tưởng kinh doanh hợp lý trong dịp cận Tết. Với sự phát triển kinh tế, chúng ta không còn phải chờ đợi đến ngày Tết để sắm quần áo mới nữa. Tuy nhiên, người Việt vẫn súng xính vì những bộ quần áo mới ngay đầu năm, vừa để làm đẹp mà cũng là lấy hình. Năm mới, diện đồ mới để có thêm nhiều điều mới mẻ và may mắn. Tết là thời gian để mọi người nghỉ xả hơi sau một năm làm việc. Mọi người được tự do vui chơi giải trí, du hí với gia đình và bạn bè. Vậy nên, những bộ quần áo thời trang là thứ không thể thiếu. Hai tháng trước Tết là thời điểm nhộn nhịp nhất khi người người nhà nhà đua nhau mua quần áo mới. Lựa chọn kinh doanh quần áo, phụ kiện thời trang trong dịp Tết 2023 là một lựa chọn sáng suốt. Để kết quả kinh doanh đạt hiệu quả, bạn cần lưu ý nhập các loại quần áo, giày dép theo chủ đề ngày Tết. Mức giá bán phù hợp, chất liệu tốt sẽ đảm bảo giúp tạo ấn tượng với khách hàng. Bán đặc sản quê để làm quà biếu, tưởng không hay mà lại hay không tưởng. Ngày Tết không thể thiếu những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò chả hay các món ăn đặc sản vùng miền hay được mua về làm quà, thưởng thức. Nếu bạn đang sinh sống ở vùng miền nào, hãy tận dụng và kinh doanh các món ăn đặc sản ở vùng miền đó hoặc nhập hàng về bán tại các thành phố lớn. Nếu khéo tay, bạn hoàn toàn có thể tự làm các món ăn đó để kinh doanh vào dịp Tết, chắc chắn sẽ thu hút và nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng. Sở dĩ mặt hàng này lại hot như vậy là bởi việc dùng đặc sản vùng miền để làm quà biếu ngày Tết đang nở rộ trong những năm gần đây. Ý tưởng này vừa thiết thực, đủ thành ý, lại giới thiệu được hương vị quê hương. Đặc biệt, mức giá của đặc sản quê cũng không quá cao nên nhiều người chọn lựa để làm quà biếu. Bạn cũng không cần phải quảng cáo nhiều vì những sản phẩm này đã có sẵn danh tiếng. Một số mặt hàng bạn có thể cân nhắc để kinh doanh dịp gần Tết đó là chả mực, giò bò, thịt trâu gác bếp, các loại gạo nổi tiếng. Kinh doanh thực phẩm sạch dịp Tết này, tại sao không? Cuối năm là thời điểm mua bán lương thực, thực phẩm được đẩy mạnh. Theo quan niệm từ dân gian, ngày Tết trong nhà phải đầy đủ lương thực, thực phẩm tượng trưng cho một năm mới đủ đầy, thịnh vượng. Thực phẩm vốn đã là mặt hàng có sức mua lớn, bán chạy trong những ngày bình thường. Khi thế giới trở nên hiện đại hơn, việc ăn uống cũng được nâng cấp thì trong mâm cơm, dĩa bánh mứt chưng Tết cũng xuất hiện những loại thực phẩm cao cấp và bắt mắt hơn. Vì vậy, mặt hàng thực phẩm luôn là mặt hàng kinh doanh hot trong dịp cuối năm. Ngày Tết, con cháu, anh em họ hàng tụ hội bên mâm cơm gia đình nên nhu cầu mua thực phẩm sạch sẽ tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Trong những ngày cận Tết, mặt hàng này càng bán chạy hơn với sức mua khổng lồ từ người tiêu dùng. Chính vì vậy, thực phẩm là mặt hàng kinh doanh rất hot vào dịp Tết, bạn cần cân nhắc nhập hàng ngay. Nếu bạn tìm được nguồn rau củ hữu cơ sạch, nguồn gà thả vườn nuôi ăn thóc lúa, nguồn hải sản tươi sống, thì bạn có thể tận dụng để xây dựng thương hiệu thực phẩm sạch cho riêng mình. Khi đó không chỉ bán trong Tết, mà còn có thể bán chạy quanh năm với nguồn khách quen đã tin tưởng. Và cuối cùng, kinh doanh rượu Tết cũng là một ý tưởng khá thú vị và sinh lời cao đấy các bạn ạ. Rượu không chỉ để uống mà còn là món đồ không thể thiếu để bày trên bàn thờ tổ tiên. Với những loại rượu sang trọng, người ta còn chọn lựa để làm quà biếu tặng dịp Tết. Đối với dân kinh doanh thì rượu là một món quà không thể thiếu. Rượu Tết hay rượu quê là món quà ý nghĩa thay cho những lời chúc an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Một số người dùng rượu, đặc biệt là rượu ngoại, rượu đặc sản quê để biếu xếp.
gửi tặng người thân và bạn bè. Vì thế, rượu là một món hàng có tiềm năng để kinh doanh trong những ngày giáp Tết. Với tính thiết thực cùng nhiều lợi ích như thế này, tại sao bạn không chọn rượu là mặt hàng kinh doanh ngày Tết? Thị trường rượu hiện nay vô cùng phong phú với nhiều chủng loại khác nhau. Ngoài những chai rượu ngoại có diện mạo bắt mắt, bạn cũng có thể chọn những vò rượu quê, rượu cần. Rượu quê mang hương vị đặc trưng là chọn lựa cho những buổi sum vầy, tụ họp. Đây cũng là một trong các mặt hàng Tết bán chạy mà các bạn có thể xem xét. Kinh doanh Tết 2023 dự báo sẽ có nhiều cạnh tranh vì hầu như ai cũng đợi đến dịp Tết để buôn bán kiếm lời. Vì thế, bạn cần phải nhờ vào chính sự khéo léo và sáng tạo của mình để tạo nên những sản phẩm khác biệt, thu hút nhiều khách hàng hơn. Chúc các bạn kinh doanh thành công và nhanh chóng làm giàu trong dịp Tết năm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích hơn nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.